Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là ly tâm quạt két nước của Isuzu Highlander 2008 đến 2009, sản phẩm được sản xuất bởi công ty. Chờ em một chút đây. Van Clut. Đây. Đây. Van Clut này. Đấy. Hàng liên doanh cao cấp nha anh em nhé. Đây. Đây chính là cái ly tâm quạt gió. Phía trong của ly tâm nó chính là cái hệ thống các cái sợi dây đồng cùng với cả các cái con si so để chúng ta điều khiển khi ly tâm quạt gió hoạt động. Đây là hàng liên doanh cao cấp, anh em có thể nhìn rất là sắc nét này. Đấy, đây là bốn con ốc để chúng ta bắt ly tâm vào này. Đây là phần lõi đồng của ly tâm này. Đấy. Thì vừa rồi em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là ly tâm quạt gió của Isuzu Highlander 2008, 2009. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy nên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.